nha các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn một cái thắc mắc mà tất cả các bạn hay hỏi mình, đó chính là khi mà mình quay video thì mình sẽ quay bằng cái gì. Thì thứ nhất đây là Tantan. Đây là cái máy quay Sony là Sony gì? A73 là A7 Mark 3 phải không? A7 Mark 3. Nói chung là mình cũng không rành về máy ảnh cho lắm, nhưng mà đây là cái máy quay phim mà anh quay phim dùng để quay cho mình. Cái này thì có thể quay và có thể chụp luôn, nhưng mà hình như là nó không có chuyên chụp đúng không? Nếu mình muốn chụp đẹp thì cần một cái lens khác, còn cái lens này là để quay phim thôi. Đó là những cái gấu máy mà các bạn có thể thấy là có người quay cho mình, nó bắt follow theo mình á. Còn khi mà câu hỏi mà các bạn hay đặt ra nhiều nhất đó chính là khi mà mình tự quay như thế này thì cái đó là cái gì, thì xin giới thiệu với các bạn, đó là cái GoPro. Tên của nó là GoPro Hero 7 Black, màu đen. Mình sẽ cho các bạn xem nha. Anh đang chơi một cái GoPro đó. Đây là GoPro Hero 7. Tại vì kêu tiếng Anh thì phải gọi là Hero 7 chứ không thể gọi là Hero 7 thì nó hơi kỳ. Hero 7 Black. Đây, nó rất là nhỏ nha các bạn, nó nhỏ xíu như thế này thôi. Đây là, nhưng mà cái góc của nó thì cực kỳ rộng. Ưu điểm của GoPro là góc rất là rộng, để mà khi mà mình tự quay như thế này thì các bạn có thể thấy được cái không gian ở phía sau mình, những cái khung cảnh phía sau của mình luôn. Còn nếu mà chúng ta quay điện thoại thì có những cái nó sẽ không có được góc rộng cho lắm. Và cái này là cái người ta gọi là camera hành trình, và mình cũng rất là thường xuyên sử dụng nó khi mà mình đi quay một mình, không có anh camera theo, hoặc là những cái cú máy hoặc những cái góc, ví dụ như là mình chơi tàu lượn hay là mình di chuyển, mình chạy xe gì đó thì mình sẽ sử dụng cái GoPro này. Đó là đặc điểm của nó. Và về chất lượng của nó thì cũng khá là ok, nhưng mà quay về buổi tối á, thì mình cảm thấy là nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng mà quay ban ngày, quay buổi sáng thì nó rất là đẹp nha các bạn. Gì nữa ta? Khi mà chúng ta cái này, cái giá của nó quan trọng vẫn là cái giá đúng không? Giá của nó thì lúc mình mua là tầm 10 triệu là mình được tặng rất là nhiều đồ phụ kiện kèm theo, ví dụ như là cái case, rồi cái cây gậy, rồi cái có cái mũ nữa các bạn. Đó đúng không? Cái mũ màu đỏ mà mình đội khi mà mình đi Bali, đó là cái mũ mà để gắn cái GoPro lên đó các bạn. Khi mà mình gắn lên mình cảm thấy nó khá là thời trang thì mình đội chơi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó lên cho các bạn xem nha. Chúng ta chỉ cần nhấn đây, rất là dễ dàng. Kìa, mình sẽ mở không được, tồi thôi nè. Bro, turn on. Lên đó. Ủa, cái này kêu rồi giọng nói lên hả? Ừ. Ủa chứ bình thường đâu kêu đâu, bình thường nhấn cái nút này mà. Nhưng mà cái nút đó bây giờ nó bị hư rồi. Rồi giờ mỗi lần kêu nó lên là phải nói. Đúng rồi. Sao còn chú? Vừa nó tắt thì sao? Bro, turn on. Các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, hiện đại quá nè. Là gì thôi à? Hay quá, bây giờ chúng ta chỉ cần kêu điều khiển bằng giọng nói luôn, rất là tiện lợi. Bây giờ chúng ta không cần phải ấn ấn như mình nữa, hồi xưa mình hay ấn gì đó là mình mỗi lần mình dựng là mình phải cắt mấy cái lúc gian cái nách mình ra đó. Bây giờ mình chỉ cần ngồi đó, GoPro turn on, GoPro turn off là nó có thể lên. Mình sẽ thử cho bạn xem. Ủa rồi, ai chứ mượn ơi, chứ mượn thử đi. Trời ơi nè. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ thử nha. Chuẩn bị nha. Hey, GoPro turn on. GoPro turn on. Kìa. GoPro turn on. Anh xem kêu nó lên nhỉ? Gì? Xem kêu nó lên nhỉ? Hả? Xem kêu nó không lên. Dựng lên. Xem kêu nó không lên nè. Đọc lên xem nó dựng đó. À đúng rồi mọi người ơi, đây là cái máy nó rất là thông minh, cho nên là nó chỉ có thể nhận diện được những cái từ chuẩn thì nó mới có thể lên được. Mình sẽ thử lại. GoPro turn on.
GoPro, turn on, please. Có khi nào nó không hiểu tiếng Anh không? Bây giờ mình nói tiếng khác. Sawadika, GoPro, turn on. Muốn chờ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc không à? Ghê hả? Trung Quốc hả? Ni hao, ni hao GoPro. GoPro, ni hao, mở lên tiếng Trung lại. Biết luôn. Turn on. Sawadika, turn on, mở lên coi. Sawadika, GoPro, turn on. Nà. Ê sao kỳ đó. GoPro, mở lên. Turn on, please, please, mở lên nha. GoPro, turn on. Turn on. Turn on. Chiều giống tiếng Thái mà không giống tiếng Anh. GoPro, turn on. Turn on. Turn on. Ước bà cái bích rồi kìa. Nó sao kỳ quá nè, người sao anh kêu với? Kêu không được, anh kêu với. Sao kêu được, hết pin rồi. Hết pin rồi, đã kêu xong hết pin rồi. Đi sạc. Chào chơi. Nghỉ luôn. Khỏi giới thiệu rồi, hết nha. Nhiêu đó thôi nha, biết như vậy được rồi. Không có giọng nói, giọng nước gì hết nha mọi người nha. Bực bội quá.